Tôi biết có rất nhiều người trẻ, có cả những người ở tuổi 30 và hơn thế nữa, luôn đau đáu về vấn đề lập nghiệp nơi thành thị hay trở về quê hương. Các bạn sinh viên tốt nghiệp ra trường, có lẽ khoảng thời gian này các bạn đang khó khăn khi đứng giữa việc chọn lựa tiếp tục ở lại thành phố hay trở lại quê nhà. Dù có lựa chọn như thế nào, tôi tin rằng các bạn đã phải đắn đo và đánh đổi nhiều thứ. Cũng biết rằng không phải ai cũng dễ dàng đưa ra được quyết định cho mình sau khi rời khỏi giảng đường đại học. Ở lại thành phố hay về quê của mèo Maverick sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này. Và hơn hết, với những con người bước đầu gây dựng sự nghiệp, liệu câu hỏi ở lại thành phố hay về quê có thực sự quan trọng bằng việc bạn có gì, bạn đã, đang và sẽ cố gắng phấn đấu ra sao hay không? Tương lai có tốt đẹp hay không phụ thuộc hiện tại bạn sống thế nào. Chương 1. Sống cho hiện tại, cố gắng sống tốt mỗi ngày. Sau khi tốt nghiệp đại học, ai cũng nghĩ mình là giỏi nhất. Nhưng trên con đường bươn chải với cuộc đời, bao nhiêu người lại từ bỏ giữa chừng? Bao nhiêu người bị đạp rơi xuống? Bao nhiêu người đạt được vòng nguyệt quế cho bản thân? Và khi đạt được vòng nguyệt quế đó, lại có biết bao nhiêu người tự vấn rốt cuộc đó có là hạnh phúc của cuộc đời mình không? Ai dám khuyên bạn nên ở lại thành phố hay về quê? Chỉ hy vọng bạn có thể dũng cảm tiến về phía trước, không từ bỏ, kiên trì bước đi trên con đường mình đã lựa chọn. So với việc ngồi đó và suy nghĩ về chuyện ở lại thành phố hay về lại quê hương, chi bằng cố gắng sống tốt cho hiện tại, sống tốt mỗi ngày. Khi con người bạn đủ mạnh thì việc bạn ở đâu cũng không còn quan trọng nữa. Khi bạn đủ mạnh để làm chủ cuộc đời mình, bạn cũng sẽ không cần canh cánh nỗi lo được mất với việc chọn lựa môi trường tương lai cho bản thân. Muốn được như vậy, mỗi ngày bạn hãy cố gắng sống tốt, không oán trách, cứ như thế tương lai mới đáng tin, mới có thể đảm bảo được. Thay đổi bản thân để có được hạnh phúc mình muốn. Bạn đừng chán nản khi cố gắng làm việc gì đó. Nhưng thực tế, cảm giác chán nản đó xảy ra khi bạn cố gắng thực hiện việc đó lần thứ hai hoặc thứ ba. Cảm giác đó thường không xảy ra khi bạn đang thực hiện một việc gì đó. Ví dụ như khi bạn muốn dậy sớm học tiếng Anh hay đến phòng tập gym, nhưng chỉ cố gắng được vài ngày là lại không thể làm được nữa. Lần sau, dù có cố gắng thực hiện lại, cảm giác chán nản sẽ kéo đến. Một việc rất đơn giản chỉ là dậy sớm hơn một chút mà bạn cũng không kiên trì được. Còn muốn nói gì đến thành quả nữa? Muốn đạt được điều mình muốn, bạn cần thay đổi bản thân. Mà cơ bản nhất là từ việc thức dậy. Cuộc sống dễ chịu được xây dựng trên cơ sở của sự kiên trì và nỗ lực. Trên thế giới này, sự đầu tư có lãi nhất chính là vì mình cố gắng. Có bao giờ bạn ngồi đó và than vãn về cuộc đời mình? Bạn bất mãn vì mình không có việc gì lớn lao cho mình làm? Bạn kêu ca khóc lóc vì gia thế bất hạnh hay chưa? Bạn biết đấy, khi một người ở trong nghịch cảnh hoặc thấy cuộc sống của mình đang thực sự tồi tệ, họ cần phải thoát ra, thì sẽ chẳng còn thời gian ngồi đó mà than vãn nữa. Chỉ khi bạn hành động, bạn sẽ chẳng còn thời gian để oán than về nó. Chỉ khi bạn hành động, mọi thứ mới được thay đổi. Chúng ta thường không đủ quyết tâm, cố gắng chút ít đã thấy bản thân mình mệt mỏi. Cuốn sách đề cập đến những vấn đề thực tế giúp ích rất nhiều cho quá trình làm việc của các bạn sau này. Ví dụ như khi bạn làm tăng ca đến tận nửa đêm, phải lo cho một gia đình có già có trẻ, bạn oán than vì sao mình không được tăng lương, không được thăng chức khi bạn bỏ ra nhiều thời gian như vậy. Thực tế, bất kỳ công ty nào hay người chủ nào cũng không vì những lý do cá nhân của bạn mà tăng lương hay thăng chức cho bạn. Họ sẽ trả tiền khi giá trị bạn mang lại là có ích. Dù bạn có tăng ca đến nửa đêm, cũng chỉ là do bản thân bạn chưa làm hết phần việc đáng lẽ ra bạn phải hoàn thành nó trong giờ hành chính. Khi bạn đi làm sẽ gặp hai kiểu nhân viên. Một là những người chỉ chăm chăm chờ đến hết giờ làm. Hai là những người luôn cố gắng và không ngừng học hỏi nâng cao năng lực của bản thân. Chắc không phải bàn cãi nhiều, ai cũng biết những người chiến thắng nơi công sở luôn thuộc về những người không ngừng cố gắng. Chương 2. Trên thế giới này, tốt nhất khi bạn là chính mình. Bạn yêu quý, hôm nay bạn có khóc không? 12 giờ đêm tan làm về nhà, có khi nào bạn muốn khóc?
Câu chuyện về Lão Cao, một người bạn của tác giả khiến tôi suy nghĩ nhiều. Lão Cao có sở thích mua sắm và tiêu tiền. Chính vì thế cô ấy nghĩ tới việc tiêu tiền của người khác bằng cách mua đồ và đóng gói gửi cho khách hàng. Khi việc làm ăn phát triển, cô ấy về nước để tìm hiểu thị trường mới. Nhận thấy bản thân không hiểu kiến thức thị trường chuyên nghiệp và các thương hiệu, nhưng cô ấy nỗ lực hành động, tìm kiếm mọi khả năng, dần dần tiếp cận được công việc mình thích nhất, làm được những việc bản thân không ngờ tới. 12 giờ đêm, cô ấy từ bưu cục đi ra, nhưng không than khóc hay oán thán vì cô ấy được làm chính mình, làm việc mà cô ấy muốn. Trong đời, bạn sẽ gặp biết bao nhiêu người dũng cảm xin nghỉ việc để theo đuổi mong muốn của bản thân. Nhưng không phải ai cũng làm được. Sẽ có ngày bạn quay trở về làm chính mình. Một ngày nào đó bạn sẽ trở về là bạn. Hy vọng bạn kiên trì giữ lấy dũng khí thám thính nội tâm mình. Vấn đề nữ sinh ra trường khó xin việc cũng được tác giả mèo Maverick đề cập đến. Ngày nay, dù mọi người luôn cố gắng tạo ra sự bình đẳng giữa nam và nữ, nhưng việc nữ sinh viên tốt nghiệp vẫn khó xin việc hơn vẫn còn tồn tại. Một phần là do hệ lụy của vấn đề giới tính từ thời kỳ trước. Phần khác là do sinh viên nữ ra trường nhiệt huyết những năm đầu khá cao, nhưng sau đó lại nhanh lười biếng. Hơn nữa, một bộ phận nhỏ của phụ nữ vẫn giữ lối tư tưởng hy sinh bản thân, đầu tư toàn bộ vào cuộc sống gia đình. Do vậy, phụ nữ phải cố gắng nhiều hơn để giành được bầu trời của riêng mình. Chỉ khi bạn không phụ thuộc vào người khác, cuộc sống mới tươi đẹp và hạnh phúc. Chúng ta thường thấy các sinh viên mới tốt nghiệp, tuổi trẻ thì vẫn ở đó, nhưng trong nội tâm hay suy nghĩ lại luôn nhầm lẫn mình là người trung niên. Ai cũng sợ mình không giống với mọi người, sợ không ai thích mình. Vì thế mà họ để mặc nội tâm, cố gắng biến mình tiến gần đến vẻ ôn hòa, kiên định. Cứ thế, nội tâm dần đánh mất, sự kiên định cũng dần bị mai một. Rồi đến khi bạn bước vào tuổi trung niên, bạn không chỉ già về mặt thể chất, mà trái tim cũng già rồi. Biết rõ có nhiều cách kiếm tiền nhưng lại chê phiền, chê khổ. Đến tuổi ấy, trên có người già, dưới có người trẻ. Tốc độ kiếm tiền không đuổi kịp tốc độ tiêu tiền. Những năm tháng trẻ tuổi chúng ta chẳng ai muốn tiết kiệm, ai cũng muốn hưởng thụ những gì mình làm ra. Đến tuổi trung niên mới thấu việc hưởng thụ trước mắt không thể sánh được với việc sống mà không phải lo lắng. Chương 3. Tin tôi đi, ước mơ là tín ngưỡng tốt nhất. Cô độc là trải nghiệm mà mỗi ai có được ước mơ đều phải trải qua. Mỗi khi lao mình về phía trước để thực hiện ước mơ, bạn như đang cô độc một mình. Nhưng mong bạn luôn nhớ rằng có rất nhiều người dũng cảm đang chạy cùng bạn. Bạn sẽ chẳng còn thấy cô độc nữa. Có rất nhiều người giống như bạn đấu tranh để thực hiện ước mơ. Những năm 20 tuổi, ai cũng muốn đi du lịch, đi đây, đi đó. Nhiều người trẻ tuổi xin nghỉ việc để đi du lịch, nhưng không biết trong số họ có bao nhiêu người tìm thấy giá trị của bản thân sau những chuyến đi ấy. Bạn luôn phải dùng sự gò bó, không tự do của một khoảng thời gian nào đấy để đổi lại sự tự do ở giai đoạn khác của cuộc đời. Khi còn trẻ, không phấn đấu làm việc, bạn sẽ phải đổi lấy sự tự do của quãng đường sau này. Việc người trẻ đi du lịch là không sai, nhưng nghỉ việc để đi du lịch thì nên xem xét lại. Thế giới lớn như thế, cuộc đời dài như thế, khi muốn nghỉ việc đi du lịch, hãy cúi xuống nhìn lại ví tiền của mình. Mỗi người chúng ta đều có ước mơ đi khắp năm châu bốn bể, chẳng ai muốn ngày nào cũng đi làm đầu tắt mặt tối. Nhưng công việc và du lịch có mối quan hệ vô cùng khăng khít. Khi bạn đủ giỏi, thời gian nghỉ phép sẽ cao hơn, địa vị càng cao, lương thưởng càng cao. Năng lực giỏi thì dù đi du lịch bao lâu cũng không cần lo lắng, quay về vẫn có người săn đón bạn. Đối với đa số mọi người, chỉ khi thực sự bước chân ra ngoài xã hội, phải dựa vào năng lực bản lĩnh của chính mình để đổi lấy cuộc sống như mong muốn, mới hiểu mình kém cỏi tới đáng thương. Con người nếu không chịu chút khó khăn dày vò sẽ không hiểu ra được. Trong xã hội, dùng bằng cấp để đánh giá và chọn lựa đã khiến không ít người ca thán lên án việc đánh giá như vậy là không đúng. Tuy nhiên, cái được gọi là bằng cấp có vẫn tốt hơn, nhưng không phải có càng nhiều càng tốt. Ngày nay, nhiều người có vô vàn các loại bằng cũng như các chứng chỉ về nhiều ngành nghề. Điều này không hẳn là không tốt, vì con người biết nhiều một chút cũng tốt. Nhưng đi trên một con đường thênh thang, mông lung và vô định, không bằng bước từng bước chắc chắn trên con đường nhỏ.
trong cuộc đời sau này khi bạn phát hiện ra bạn có nhiều thứ nhưng vấn đề chuyên môn lại trọng tuếch thì thật là đáng buồn. Chương 4. Nghe theo trái tim, xây dựng cuộc đời mà mình muốn. Thái Y Lâm, một ca sĩ nổi tiếng người Đài Loan, ngày nào cũng luyện tập đến phát khóc mới có được ánh hào quang như ngày hôm nay. Hay Bill Gates, dành cả đời nghiên cứu về máy tính và lập trình mới có được thành công vang dội. Dù làm công việc gì, chỉ cần nghe theo trái tim và kiên trì cố gắng thì sớm muộn gì cũng đạt được thắng lợi. Khi bạn chịu bước những bước đầu tiên thì cả thế giới này đều đang đợi bạn. Để tìm được hướng đi thích hợp nhất, bạn phải không ngừng thử sức và tôi luyện bản thân. Chúng ta hứng thú với nhiều thứ nhưng lại không thích chúng nhiều như thế. Mỗi con người đều có giai đoạn khác nhau, sẽ gặp những người và những việc khác nhau. Do vậy sẽ có cơ hội gặp được việc mình thích, việc mình muốn làm. Mỗi lựa chọn của bạn đều không có đúng sai. Quan trọng là nó có phù hợp với bạn hay không và làm sao để gặp được nó. Có khi nào bạn ngồi khóc chỉ vì một câu nói của người khác gây áp lực tới bản thân bạn? Có đôi khi bạn phải gạt bỏ tất cả những lời đàm tiếu, xì xào to nhỏ của mọi người về bạn. Bạn đã cố gắng đi được chặng đường xa đến như vậy, đừng để cách nhìn của người khác khiến bạn dao động. Có một kiểu cố gắng được gọi là bền lòng. Nếu bạn chưa thử phấn đấu đã nghĩ rằng cố gắng cũng không thể thành công được, thì mãi mãi năm này qua tháng nọ, bạn vẫn ở một vị trí đó mà thôi. Không có kỳ tích nào là một đêm thành danh, một đêm thành danh là do rất nhiều ngày đêm cố gắng mà thành. Chúng ta sợ hãi tương lai, chúng ta thấy khủng hoảng trước những thay đổi sắp xảy ra, bởi chúng ta biết mình sắp mất đi thứ gì mà không biết tương lai sẽ có được cái gì. Nghiêm túc kiên trì là một việc luôn luôn khó, đặc biệt là khi bạn gặp khó khăn. Nhưng mỗi khi bạn đối diện với áp lực và vượt qua nó là khi bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Khi bạn trở nên mạnh mẽ, bạn có thể làm những điều mà mình muốn, sống cuộc đời mà mình tự tạo ra.